Mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn cái mẹo làm trắng bắp chuối và cây chuối nha. Thường á thì mình muốn làm trắng bắp chuối, cây chuối thì mình phải dùng trái chanh hoặc chấm. Thì cách đó anh chị và các bạn biết rồi ha. Thì hôm nay á mình sẽ chia sẻ với một cái cách khác nữa, rất là đơn giản. Thì hôm rồi mình đã chia sẻ nhiều cách rồi, thì hôm nay mình chia sẻ thêm cách mới này nữa để anh chị và các bạn tham khảo. Cách nào mà tiện với gia đình của mình thì mình áp dụng nha. Đầu tiên ở đây thì mình có hai cái bắp chuối nè các bạn. Thì mình đã lột bỏ những cái bẹ bên ngoài á, vì cái bẹ bên ngoài nó bị già. Bắp chuối này mùa nắng này thì nó mau bị già lắm. Hôm qua mới bẻ về mà hôm nay thì nó đã khô nhiều rồi nè. Nên mình phải làm liền, chứ không ăn liền thì mình phải để trong tủ lạnh đó để mình bảo quản. Để làm tráng bắp chuối hôm nay thì rất là đơn giản. Ở đây thì mình có một thao nước lọc bình thường ha. Và ở đây thì mình có bột gạo này các bạn. Cái này là mình có khoảng 2 muỗng bột gạo thì mình cho vào đây. Tùy theo nhiều bắp chuối hay ít bắp chuối mà các bạn có thể tăng nước và tăng bột lên nha. Rồi mình phải điều ra. Cái cách này là mình được một cô khán giả chia sẻ, rồi mình chia sẻ đến anh chị và các bạn ha. Mình quậy cho đều ra. Mình quậy cho bột nó hòa đều xong hết thì mình sẽ đi xắt bắp chuối nha. Cắt làm hai để mình loại bỏ cái phần cùi nè. Cái cùi này thì nó bị chát lắm. Cái trái con này mình cũng bỏ luôn nha các bạn. Thì hôm trước mình bỏ trái con này thì có cô nói là uổng lắm, để lại mình ăn thì nó sẽ tốt, nhưng mà tùy các bạn ha. Mình thích để lại thì để, không thích thì mình bỏ đi. Hôm rồi mình cũng chia sẻ nhiều cách, đó là mình làm trắng từ cơm mẻ nè và nước do gạo. Thì mình được một cô khán giả gợi ý cho mình là cách làm trắng bằng bột đó các bạn. Giờ mình cho ra đi trước nha, rồi tí xíu mình sắt. Mình chia sẻ thêm cách này để anh chị và các bạn tham khảo nha. Và mình còn một cách nữa, đó là dùng phèn chua. Cái cách dùng phèn chua này thì mình cũng được một anh bình luận chia sẻ. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái cách vo gạo trước. Phèn chua là cái cục phèn mà mình dùng mình lóc nước đó các bạn. Thì các bạn cho vào trong nước á, các bạn quậy ra cho cái phèn này nó hòa với nước. Rồi thì mình lấy cái nước đó mình ngâm bắp chuối thì nó cũng sẽ trắng nữa. Rồi thì hôm nay mình sẽ dùng cái dao hai lưỡi để mình bào cho nó nhanh nha. Cái dao này thì nó cũng cũ rồi nên nó cũng hơi lục rồi. Thì tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn cái mẹo mài dao hai lưỡi luôn nha. Mình xắt nãy giờ là được nửa cái bắp chuối rồi, mình đã ngâm lên nè các bạn. Thì giờ mình xem lại này ha, cái bắp chuối nó trắng được như thế nào nha. Giờ quay gần lại cho mọi người xem. Đó, bắp chuối bây giờ nó trắng to luôn nha các bạn. Đây là mình dùng bột gạo để làm trắng bắp chuối nha. Cách này thì mình được biết là có rất là lâu rồi. Và mình sắt một tí xíu thì cái dao cái này nó dính mũ và nó bị lục rồi các bạn. Thì sẵn đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mài dao hai lưỡi cho nó bén nhanh luôn nha. Đó. Giờ thì mình gỡ cái phần mũ này ra. Rồi thì các bạn có cái dao mỏ nhọn á thì các bạn sẽ cạo như thế này. Mình cạo hai bề mà mình cạo xéo như vậy nha. Đó, mình cạo tí xíu thì cái dao này nó sẽ trắng lên và nó sẽ bén lên. Thì mình sẽ cạo hai bề nha các bạn, bề này nữa nha. Bề này thì mình sẽ nghiêng cái cán dao lại và mình cạo như thế này. Cái dao hai lưỡi này thì
ngâm cái thì mình mở ra được, ngâm cái thì mình không mở được. Thì các bạn dùng cách này các bạn mài thì dao sẽ dễ và nó nhanh bén hơn, khỏi cần mình mở cái dao này ra đó. Rồi giờ thì mình sẽ đi rửa lại cái dao, nãy giờ là mình đã mài thêm các bạn, giờ mình rửa ra thì nó hơi trắng sáng rồi nè. Giờ thì mình sẽ vào thử nó bén hơn không nha. Đó, mình thấy nó bén ngọt hơn nè. Nếu các bạn dùng cái dao mà bự hơn, dao thái này đó, mình cạo mình mài gì thì nó càng nhanh bén hơn nữa. Còn hôm nay thì mình thử làm cho các bạn xem mình làm dao thái nhỏ vậy ha, chứ làm cái dao mà nó dày hơn là mình bào nó bén hơn nữa đó. Nãy giờ là mình đã bào xong hai cái bắp chuối này các bạn, mình đã ngâm trong nước bột này là khoảng 10 phút rồi nè. Giờ thì cho các bạn xem nó trắng được như thế nào nha. Đó, bây giờ thì nó trắng mà nó còn đục, tại vì cái nước bột nó đục đó các bạn. Thì giờ mình sẽ xả qua một lần nước nữa nha. Mình chuẩn bị đây là cái thao nước bình thường, thao nước lọc bình thường nha. Quay gần qua đây cho bà con thấy. Đó. Nếu mà nhiều bắp chuối thì các bạn xả nước nhiều hơn thì nó sẽ trắng hơn nha. Giờ thì mình sẽ rửa, mình xả qua. Đó, bắt đầu là bắp chuối mình thấy nó trắng hơn nhiều nè các bạn. Cho qua bên cái nước lọc này nè, nó trắng và nó giòn hơn nha. Nãy giờ mình xả qua hai lần nước thì bắp chuối đã trắng được gì nè các bạn. Nó trắng và nó giòn nữa. Thì giờ mình cho vào trong rổ mình để ráo nước nha. Cái nước thứ hai thì nó đã trắng và nó bớt đục rồi nè. Thì mình thấy xả ra vậy nó đã trắng rồi thì mình không cần xả nữa. Xong nè các bạn, bắp chuối giờ nó cũng đã trắng và giòn được gì nè ha. Vậy thì rất là đơn giản, hôm nay mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn thêm một cái mẹo làm trắng bắp chuối nữa, đó là từ bột gạo ha. Nếu anh chị và các bạn thấy cách này và thấy tiện thì thử áp dụng nha cả nhà. Và nếu anh chị và các bạn thấy cách nào đơn giản và hiệu quả hơn nữa thì để lại bình luận cho mình và mọi người cùng tham khảo nha. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha.